Bầu Đức, tôi không có bằng đại học nhưng 10.000 cử nhân làm việc cho tôi. Câu chuyện bằng đại học của VFF thêm một lần nữa trở thành tâm điểm của làng bóng đá Việt Nam khi ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ chối cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuần này. Theo Bầu Đức chia sẻ với báo giới, ông từ chối cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì không có bằng đại học, cảm thấy xấu hổ so với cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, thường trực Trần Anh Tú, phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Vụ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông, những người có bằng đại học. Câu chuyện bằng đại học của Bầu Đức xuất phát từ việc tiêu chí để ứng cử vị trí phó chủ tịch tài chính của VFF nhiệm kỳ 8 quy định am hiểu và có kinh nghiệm trong hoạt động tài chính thương mại, trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên. Ngoài ra, chủ tịch và các vị trí phó chủ tịch khác cũng ràng buộc bằng cử nhân, một tiêu chí mới của VFF nhưng được xem là sớm gạch tên Bầu Đức khỏi VFF theo kiểu bóng chưa lăn thì đã biết tỷ số, bởi cả nước ai cũng biết ông Đức không có bằng đại học, với 3 lần ôm sách vở đi thi thố nhưng bị trượt. Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai tâm sự, tôi không có bằng đại học nhưng có khoảng 10.000 cử nhân đã làm việc cho tôi, có những người học ở Mỹ tốt nghiệp đại học xuất sắc. Lời tâm sự ấy cùng động thái rút khỏi VFF, không tham gia họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có thể nói Bầu Đức rất cay đắng vì bị VFF đá với tiêu chí bằng cử nhân. Đúng hơn, Bầu Đức bây giờ dựa vào cái tiêu chí bằng đại học để làm khó trở lại VFF, những người sắp tới phải họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Họ giải thích và báo cáo về các quy trình bầu cử đại hội VFF khóa 3 với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đáng nói là tiêu chí bằng đại học không có trong điều lệ của VFF được Bộ Nội vụ phê duyệt. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vụ gọi tiêu chí cử nhân của VFF là tầm bậy. Không biết gì cả, tự nhiên ký rồi phát ra một cách lố lăng. Dù liên đoàn phải hoạt động theo điều lệ, tôi nhấn mạnh điều lệ này vì được cơ quan chủ quản trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình lên Bộ Nội vụ phê duyệt. Bây giờ họ đưa ra một mánh khóe ra nhưng chưa bàn bạc. Sau đó họ gửi các thành viên ban chấp hành xin ý kiến. Tôi buồn là đâu phải ai cũng biết dùng mail và cài thêm câu là 2 ngày sau ý kiến, nếu không ý kiến xem như đồng ý. Đó là chuyện tầm bậy vì không thuộc phạm vi ban chấp hành, mọi thứ phải làm việc theo điều lệ. Còn sang nhiệm kỳ tới, ai muốn nâng tầm lên thì cần phải bổ sung để được duyệt. Cựu Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi từng phát biểu với báo chí về chuyện bằng cử nhân. VFF là tổ chức xã hội chứ không phải cơ quan nhà nước mà yêu cầu bằng cấp. VFF là bóng đá, là cần người tài giỏi, có tâm có tầm để giúp bóng đá phát triển, chứ bằng cấp có hay không cũng không quan trọng. Tôi thấy đề xuất quy định mới này không phù hợp cho lắm, thậm chí là nhắm vào cá nhân nào đó. Anh Ba Đức là người tài giỏi, ai cũng biết anh ấy đi lên từ 2 bàn tay trắng và không có bằng đại học, thế thì cái quy định này chẳng khác nào đóng cánh cửa của anh Đức nếu như anh ấy muốn ứng cử. Tôi nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam cần người tài giỏi, có tâm và có tầm, dám nghĩ, dám làm như anh Đức. Còn bằng cấp nó không quan trọng với một người như anh ấy. Lý do Bầu Đức từ chối họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bầu Đức nói, tôi không đi. Lý do thứ nhất, nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tôi họp với tư cách chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để bàn việc tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng tôi nhận giấy mời với tư cách phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi trả lời không đi, lý do là tôi biết các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được mời họp có anh Lê Hùng Dũng, phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Vụ, Trần Anh Tú. Trong đó, duy nhất tôi là người không có bằng đại học, tôi cảm thấy xấu hổ nên tôi không đi. Và câu chuyện tấm bằng đại học. Bầu Đức khẳng định mình sẽ không tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lý do bởi ông cảm thấy mình chưa đủ điều kiện, đó là việc không có bằng đại học. Đại hội VFF khóa 8 sắp tới, với rất nhiều câu chuyện buồn vui quanh những chiếc ghế, lần đầu tiên trước một kỳ đại hội, người ta lần đầu được nghe VFF đưa vào tiêu chí tốt nghiệp đại học và có hồ sơ ứng cử. Đây là tiêu chí rất nguyên tắc và chưa từng có tiền lệ, và buồn hơn cả là tiêu chí phải có bằng đại học, phục vụ mục đích loại những người không đủ điều kiện. Ở VFF, hai vị phó chủ tịch Đoàn Viên Đức, phụ trách tài chính và Nguyễn Xuân Vụ, phụ trách truyền thông đều không có bằng đại học. Phản ứng ban đầu của Bầu Đức là rất bức xúc. Ông nói, nếu tiêu chí này do Bộ Nội vụ, Chính phủ hay luật của Quốc hội đặt ra thì chúng ta đồng ý, còn VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp không nên đặt ra. VFF không có quyền đặt ra điều kiện đó,
Cái này tôi đề nghị là dẹp ngay. Trước sự vô lý của tiêu chí trước nay chưa từng có, những người trong cuộc nói rằng sẽ xem xét tại đại hội tới với hình thức bỏ phiếu. Với riêng Bầu Đức, việc yêu cầu ông phải có bằng đại học là một sự hài hước. Ở VFF, có lẽ chẳng ai làm kinh doanh quản lý giỏi hơn ông Bầu này. Bầu Đức từng nói câu nổi tiếng: tôi không có bằng đại học, nhưng có 10.000 cử nhân làm việc cho tôi. Quan trọng vẫn là cái đầu, là khối óc trong mọi quyết định được đưa ra. Vậy nên, khi có thông tin tiêu chí tranh cử các vị trí chủ chốt ở VFF phải có bằng đại học, Bầu Đức đã bức xúc, tới cảm thấy bị xúc phạm. Đó là lý do mà trong cuộc họp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sắp tới, ông Bầu Phố Núi đã từng từ chối thẳng thừng. Phát biểu trên báo chí, Bầu Đức nói: Bộ mời tôi họp với tư cách Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để bàn được tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng tôi nhận được giấy mời với tư cách là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi trả lời là không đi. Bầu Đức được người hâm mộ yêu thích, nhưng với nhiều người trong ngôi nhà VFF thì ông lại bị cô lập. Rõ nhất là trong thời gian qua, sau những liên quan lên tiếng phản đối về chuyện Bầu Tú ôm đồm nhiều ghế, có thể thao túng bóng đá Việt Nam, Bầu Đức vẫn bị một bộ phận không nhỏ chỉ trích. Thực tế, Bầu Đức sau lần nộp đơn từ chức đã không thèm dây dưa với VFF, nhưng ông nói mình không thể im lặng trước những bất hợp lý ở nhiệm kỳ mới. Cả nước đều nhìn thấy những sai trái của VFF trước thềm đại hội. Sao Tổng cục Thể dục Thể thao không thấy? Bầu Đức bức xúc. Còn chuyện bằng đại học thì ông Bầu, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai giờ cũng chẳng phải quan tâm gì nhiều, bởi ông chắc chắn sẽ nghỉ ở VFF.